Bên đây nay trời cũng lạnh nhưng mà không có lạnh bằng những cái tiểu bang khác. Em chưa quên rửa tay nữa. Em xin trân trọng kính chào quý vị khán giả, các cô chú bác thân mến cũng như các bạn thân mến. Hiện tại bây giờ chắc cũng cỡ 6-50 mấy độ, nó ấm lắm các bạn. Mà ở bên những tiểu bang lạnh đó có tuyết. Rồi bên Texas có 10 mấy độ thôi, tuyết luôn. Ở Cali là sướng nhất, nhiệt độ rất là ấm. Ở đây các bạn biết không, mà xuống chừng 30 độ thôi đó là chịu không nổi rồi. Mà những cái tiểu bang khác họ xuống độ âm luôn, mà tuyết đồ rơi dữ lắm. Cà phê, mỗi sáng uống được 2-3 hớp cà phê đó là thấy là mình cũng có phước lắm rồi đó các bạn. Hôm nay là ngày thứ hai rồi. Hôm nay ngày thứ hai, cũng là mùng 4 Tết và cũng là ngày thứ hai tháng 2 ngày 15 Tây. Cũng là một ngày rất là đặc biệt của nước Mỹ. Đó là ngày lễ của Tổng thống, President Day. Thì hôm nay đa số thì hình như là ngân hàng, giờ mấy cái chỗ mà làm cho chính phủ đó đều nghỉ. Em không thấy ngân hàng đây mở cửa, chắc là đóng cửa rồi. Đều nghỉ. Thì chẳng hạn như bưu điện nữa đó, đều nghỉ cả. Nói tới cái ngày lễ mà Tổng thống đó, hôm nay là tới hai cái sinh nhật của hai vị Tổng thống rất là nổi tiếng. Nếu như các bạn chưa có biết qua lịch sử của Mỹ á, thì em xin nói sơ sơ qua về lịch sử của Mỹ trước khi em nói về hôm nay cũng là cái ngày 49 ngày của anh Vân Quang Long, ca sĩ Vân Quang Long đó các bạn. Hôm nay là đúng 49 ngày ảnh ra đi, ảnh mất. Thì bây giờ trước tiên hết á, thì em nói về cái sơ sơ về nước Mỹ tí xíu. Hôm nay là ngày lễ President Day, cũng là ngày thứ hai. Đâu đốt pháo nữa nè. Vẫn còn đốt pháo, còn mùng còn Tết, hôm nay mùng 4 đốt pháo nha các bạn. Thì ở nước Mỹ đó, họ chọn ra một cái ngày thứ ba, cái ngày thứ hai mà tuần thứ ba để mà làm sinh nhật cho hai vị tổng thống. Cái vị tổng thống đầu tiên đó chính là George Washington, sinh vào ngày tháng 2, ngày hình như tháng 2 ngày 22. Tháng 2 ngày 22 đó các bạn, là sinh nhật của ông George Washington. Tháng 2 ngày 22 năm 1732, đó là sinh nhật của George Washington. Và một sinh nhật của một vị tổng thống nữa, đó chính là Abraham Lincoln. Đó là sinh vào ngày tháng 2 ngày 12 năm 1809. Wow. Pháo bên kia đốt chắc là khai trương đó các bạn. Ở đây mình đi qua những cái khu này thì mình đều nghe được những cái tiếng pháo. Thì hôm nay là ngày sinh nhật của hai vị tổng thống rất là nổi tiếng này. Là tổng thống George Washington á, là một vị tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Và hôm nay là mùng 4 Tết, cũng là ngày 49 ngày của anh cố ca sĩ Vân Quang Long đã mất. Anh Vân Quang Long mất hình như vào tháng 12 ngày 29. Không, ngày 28 chứ không phải tháng ngày 29. Ngày 28 tháng 12 năm 2020, mất tại Missouri. Em lộn. Ngày mất ngày 28 chứ không phải ngày 29. Ngày 28 tháng 12. Thì hôm nay là đúng 49 ngày. Thì em rất là xúc động khi mà thấy rất là nhiều anh chị em cũng như nghệ sĩ đã đến New York để mà cúng 49 ngày của anh Vân Quang Long. Rất là cảm động. Có anh Nhật Cường tới. Rồi hình như những người thân thương của anh Vân Quang Long, có mấy anh đồ tới đông lắm. Đó các bạn nhìn trong hình đây, anh Nhật Cường đã tới đó để mà cúng 49 ngày ở chùa nha các bạn. Đó các bạn thấy không, chắp tay lại, có sư đồ nữa, đầy đủ hết. Và đây là tấm hình mà anh Nhật Cường chụp với anh Vân Quang Long lúc 49 ngày. Chà, cũng bia đồ nữa nè.
Tại vì lúc mà còn sống đó các bạn biết không, anh Vân Quang Long thích nhậu lắm. Thì những cái tình cảm của những người anh em đã dành cho anh Vân Quang Long thật là nồng ấm. Nên các bạn nhìn tấm hình này nè, anh em tới rất là đông, các bạn thấy không, đông lắm, rất là đông, mấy chục người luôn, đông lắm. Thì có một kỳ diễn, anh diễn ở show của Lệ Quyên ở anh Vân Quang Long đó, diễn ở Morongo. Thì lúc đó em có nói với ảnh là khi nào qua Cali nữa thì em sẽ mời ảnh nhậu, nhưng chưa có cơ hội để mà mời ảnh nhậu mà ảnh đã ra đi. Thì có rất là nhiều kỷ niệm với anh Vân Quang Long. Đây là cái tấm hình mà các bạn thấy ảnh mặc đồ giống như lính gì đó. Cái này là cái chương trình này đó các bạn, là ca ở tại ảnh hát tại Pachanga. Làm cái show này rất là lớn, cái show này là có trên 5.000 khán giả và rất là nhiều siêu sao trong cái show này. Cái show này là show 25 năm kỷ niệm của Sài Gòn Entertainment. Các bạn thấy anh dễ thương không? Nhìn những cái hình giống gì đó, nhớ lắm. Còn cái hình này đây là chụp ở trong hậu trường sân khấu của show của Lệ Quyên, của chị Lệ Quyên đó các bạn, vào dịp Noel. Thì cái này cũng gần đây thôi. Và các bạn thấy lúc mà ảnh lên ảnh hát đó, rất là nhiều ca sĩ, rất là nhiều khán giả ủng hộ anh Vân Quang Long rất là nhiệt tình. Ảnh ca bài Ngày xưa em thề làm chi, ngày xưa em thề làm gì, giờ đây tôi như người điên biết không. Các bạn còn nhớ bài đó tên gì không? Bài đó rất là nổi tiếng nha. Các bạn thấy cái hình này đây, là sau khi show xong của show của chị Lệ Quyên xong á, thì các anh chị em nghệ sĩ cũng như ekip và cũng như những người mà trong band nhạc rồi đó các bạn, thì vào trong cái chỗ này ăn. Các bạn biết á, cái này ăn rất là ngon luôn. Cái chỗ này ăn á, sau khi show là được ăn bò beef steak của anh Michael đãi nha các bạn, ngon lắm. Nha các bạn, thấy hình nhìn trong hình này nè, ở bên trái hết á thì là có anh Vân Quang Long. Lúc mà xong show hết rồi đó là vô đây ha, các bạn thấy không, ảnh cái gì ảnh cũng nhậu hết, cầm bia Heineken đàng hoàng, cho nên ảnh rất là thích nhậu. Đó là sau khi mà xong show, mỗi lần mà đi show đó các bạn, thì khi mà xong hết show đó thì các anh chị em nghệ sĩ đều đi ra tập trung cái nhà hàng hoặc là cái chỗ nào đó để mà ngồi ăn uống. Còn ở Pachanga đó, khi mà xong show đó thì có cái phòng VIP, cái phòng trên á, tất cả anh chị em nghệ sĩ đều lên đó ngồi ăn. Có tiếp viên của sòng bài phục vụ đồ cũng rất là chu đáo lắm. Thì cái đó là cái tình cảm của những anh chị em nghệ sĩ. Còn các bạn xem cái hình này đây, là em cũng chụp với là anh Văn Quang Long cho người bên trái mặc áo đen ha, anh Văn Quang Long thì các bạn cũng đã biết rồi. Thì cái này, cái hình này chắc có lẽ có nhiều người đã thấy qua rồi, nhưng mà em xin nhắc lại. Mời áo đen bên tay trái hết á là anh ca sĩ, cố ca sĩ Vân Quang Long, và kế bên đó đó là anh Nguyên Khang, và anh chính giữa đó anh chụp hình Kobe, và cái người áo trắng đứng kế bên em á là ca sĩ Đình Phước, ca Bolero cũng rất là hay. Còn cái người áo xanh mà bỏ tay vô túi quần á, các bạn khỏi cần hỏi cũng biết là ai rồi, đó chính là em. Ủa, hình như em cũng mặc cái áo này luôn này các bạn. Đúng rồi, trong hình em mặc áo này luôn, chính xác luôn, áo này. Trùng hợp quá. Thì các bạn thấy đó, khi mà mình sống mà mình có tình, mình có nghĩa, giống như cái bài mà anh Hàng Thế Tú anh ca đó là nghèo mà có tình đó các bạn, rất là hay. Thì mình chỉ cần mình sống, mình có tình có nghĩa, mình đối xử tốt với người 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 ngoài, thì tự nhiên ông trời sẽ ban cho mình những người bạn rất là thân thân mật. Khi mà mình vinh hoa đó thì những bạn thân của mình á, mình khó mà nhìn ra được những người nào mà thật lòng với mình lắm. Tới khi mà mình vấp ngã, mình hoạn nạn, mình gặp những cái biến cố, thì những người mà xuất hiện giúp chúng ta đó mới chính là những người quý nhân, và những người đó mới là những người mà yêu thương ta thật sự thật lòng.
chứ không phải lúc mà ta đang có tiền ta đi đây cái người ta khen mình này nọ, khen mình này kia là đó là thương mình đâu, chưa chắc là vậy. Thì anh Vân Quang Long lúc còn sống rất là tình nghĩa, cho nên rất là nhiều người anh chị em nghệ sĩ cũng như gia đình đều thương mến. Thì anh Vân Long cũng kêu anh danh hài Nhật Cường là tía. Thì các bạn cũng thấy trong hình hồi nãy đó là anh Nhật Cường, ảnh tới ảnh đi 49 ngày của cúng của anh Vân Quang Long. Thì trước khi ảnh đi đó đó, ảnh có nói em rồi, ảnh có nói anh sẽ bay qua bên New York để mà cúng 49 ngày của anh Vân Quang Long. Nhưng mà ảnh thì tự do hơn em rồi, em thì còn vướng con nhỏ, còn tùm lum việc hết, cho nên ảnh tung tăng dễ hơn em, còn em thì em đi rất là khó khăn. Cho em uống miếng cà phê. Cho nên chúng ta phải phải sống làm sao mà mình để cho người ta yêu thương mình hơn là để cho người ta ghét mình. Tuy rằng mình sống làm sao đi nữa, mình làm dâu trăm họ hay gì đó thì cũng có người ghét mình, nhưng mà một số lượng rất là nhỏ thôi. Chẳng hạn như em không chửi bới ai hay cả, nhưng mà người ta hay vẫn ghét em như thường. Thì cái chuyện đó là mình không có tránh được, mình không có né được cái sự mà người ta ghét mình. Nhưng mà người ta ghét mình thì mình cũng đừng có ghét lại người ta, mình cũng phải nên bỏ qua, mà mình không cần phải nói tới những cái lỗi của người khác. Người ta ghét mình, thường thường người ta ghét mình á, là đa số là người ta thua mình, người ta mới chửi mình, người ta mới ghét mình, chứ người ta hơn mình, người ta không có chửi mình, người ta không moi móc mình đâu. Cho nên khi mà mình được người ta chửi chửi mình thì mình phải nên cười, không cần phải trả đáp lại đâu các bạn. Đó là cái lối sống mà mình để mình được những cái tình yêu thương của những người khác. Thì nói tới anh Vân Quang Long đó, thì cái chết của ảnh thì đã các bạn cũng đã biết rồi, là ảnh đi vào ảnh tắm rồi ảnh té, ảnh chết trong trong buồng tắm tại nhà cậu và mợ ở bên Missouri, St. Louis, Missouri. Thì sơ sơ đó là ảnh có khoảng không phải sơ sơ mà là ảnh có, đúng ra là ảnh có ba người con đó các bạn. Thì trong gia đình là ba mẹ của ảnh á, là chỉ có một người con duy nhất thôi, coi như một cái cây chỉ có một trái duy nhất thôi, nhưng mà trái đó rụng rồi. Thì lúc mà làm lễ mà đưa cho cốt về bên để mà an táng ở bên chỗ cái mộ của ảnh đó các bạn, thì các bạn cũng thấy rồi đó, rất là nhiều người đến. Hình như lúc đó là có anh Ân Hoàng Phúc cũng tới và hai người vợ của anh cũng tới thì phải. Thì sau này mà có dịp mà về Việt Nam đó, em sẽ nhất định tới thắp ảnh một cây nhang. Hy vọng là lúc đó là hết dịch rồi hết thì em sẽ về, và chắc có lẽ là nếu mà đi thắp nhang như đó, có thể em đi với anh Nhật Cường. Bây giờ rất là nhiều người đang trông chờ để mà được về Việt Nam. Tuy rằng em chích xong hai mũi ngừa COVID rồi, nhưng mà những cái luật của mỗi nước quốc gia đó thì đều khác nhau hết. Cho nên khi nào mà bên Việt Nam mở mà bay tự do thì em nhất định sẽ về để thăm những người thân của mình, những bạn bè của mình và những người fan của mình ở Việt Nam. Vui lắm. Em nhớ có mấy đợt mà em về đó, có mấy anh chị có mấy người chị anh chị em fan được của bên YouTube của em đó ra đón em, vui lắm. Em rất là quý, trân quý những cái tình cảm đó, cũng như là anh Đan Trường cũng cũng cho xe lên đón em. Em cũng rất là trân quý những cái tình cảm đó. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều lắm. Thì em hy vọng bây giờ là mình mùng 4 Tết rồi, thì năm nay sẽ phải là vui vẻ vui vẻ vui vẻ hơn hơn mỗi năm, phải không các bạn? Thì mình sống làm sao, nói chung mình sống làm sao, mình không cần phải giàu lắm, mình có ít thì mình xài ít, mình có nhiều thì mình vẫn xài ít, mình có nhiều thì mình nên bố thí lại những người mà đang khổ hơn mình. Chẳng hạn như lúc trước mấy ngày trước Tết đó, thì em thì bản thân em thì cũng không có tiền, nhưng mà em cũng chích ra một mớ
để mà đi lì xì cho những người mà mảnh đời bất hạnh, chẳng hạn như những người vô gia cư, thì cho họ có một cái lộc đầu năm để mà họ vui. Cái tinh thần nó rất là quan trọng đúng không các bạn? Cho nên mình sống làm sao mình không cần phải tặng tiền cho người khác, mình chỉ cần tặng những cái lời nói, là cái đó cũng là bố thí rồi, cái đó cũng là hay lắm rồi. Cho nên em hy vọng cái năm con Tân Sửu này, năm con trâu này được may mắn hơn là cái năm con chuột vừa rồi. Tất cả mọi người sẽ được may mắn hơn và nhớ giữ gìn sức khỏe. Em xin chấm dứt cái video tại đây nhé. Và một lần nữa, em cũng xin chia buồn cùng với gia đình của anh Vân Quang Long thêm một lần nữa. Hôm nay là đúng 49 ngày của anh Vân Quang Long. Thôi em xin chấm dứt cái video tại đây. Và nếu như có yêu thương em thì hãy tặng cho em một cái đăng ký. Và nhớ bấm like, bấm share và nhớ bình luận cho em biết luôn nhé. Bye bye.